quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Chiều nay, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Hội nghị đã nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, giới thiệu nội dung cốt lõi chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, quán triệt học tập nghiên cứu tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin thời sự quốc tế và trong nước thời gian gần đây. Năm 2023, Kho bạc Nhà nước triển khai khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị cá nhân đợt 2 năm 2023 tại trang dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước. Kết quả, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đứng đầu toàn quốc về sự hài lòng của cá nhân tổ chức. Trong đó, chỉ số đánh giá sự hài lòng liên quan thời hạn giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước với quy định. Kho bạc Nhà nước Hưng Yên là một trong hai địa phương chỉ số đánh giá số lần Kho bạc Nhà nước thông báo đến cá nhân tổ chức yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Hưng Yên là một trong ba đơn vị đứng đầu chỉ số thái độ của công chức kho bạc trong giải quyết thủ tục hành chính. Kho bạc Nhà nước Hưng Yên là một trong hai địa phương đứng đầu. Kết quả tổng hợp, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên dẫn đầu 64 đơn vị toàn quốc với tỷ lệ trên 98% mức độ hài lòng. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình quà tặng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Tiên Lữ, Ân Thi và Văn Lâm. 600 suất quà Tết của Quỹ Thiện tâm được trao cho 600 hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Gồm quà và 500.000 đồng tiền mặt. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến xuân về, góp phần chia sẻ động viên hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, hỗ trợ kinh phí và hàng hóa để tổ chức các chương trình có thêm những suất quà nhằm góp phần cùng Đảng Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, bà con nông dân ở làng hoa Tạ Hạ, xã Chí Nghĩa, huyện Kim Động đang tập trung xuống đồng chăm sóc hoa để kịp thu hoạch vào dịp Tết. Thôn Tạ Hạ có truyền thống trồng hoa từ nhiều năm nay với diện tích dao động khoảng 10 hectare, chủ yếu trồng các loại hoa cúc. Song từ năm 2023 đến nay, diện tích trồng hoa đã được bà con mở rộng lên khoảng 16 hectare với đa dạng giống hoa như hoa ly, lai ơn, đồng tiền. Hoa được trồng cuối vụ nên cho thu hoạch quanh năm. Song vụ hoa Tết là vụ được người dân mong đợi nhất bởi thị trường tiêu thụ dễ, giá bán cao. Với giá bán từ 2 đến 3.000 đồng một bông cúc, một sào cúc mang lại thu nhập cho bà con trên 20 triệu đồng. Đối với các loại hoa lai ơn, ly đồng tiền, doanh thu trên một sào cao hơn từ 1,5 đến 2 lần, dao động từ 40 đến 60 triệu đồng một sào. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý. Tính đến ngày 18 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu đã ban hành 257 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, nghĩa vụ quân sự của địa phương. Trong đó, nhiều nhất là các xã Đại Tập 45 trường hợp, xã Tuần Hưng 31 trường hợp, xã Thành Công 26 trường hợp. Toàn huyện có 22 trên 25 xã thị trấn ra quyết định xử phạt là những thanh niên không có mặt đúng thời gian và địa điểm khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng. Mỗi trường hợp bị xử phạt 11 triệu đồng.
tổng số tiền xử phạt đã nộp về kho bạc nhà nước trên 1,5 tỷ đồng. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 nhằm giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, một số hộ dân thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ phản ánh lan can dắt cầu chùa Tổng nối xã Thanh Long với thị trấn Yên Mỹ đã che lấp một phần lớn đoạn ngõ đi của gần chục hộ dân, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Và dù đã nhiều lần kiến nghị, thế nhưng phần lan can này vẫn chưa được dỡ bỏ. Cầu chùa Tổng, thôn Nhân Lý được khởi công xây dựng từ năm 2018 đến năm 2020 khánh thành. Một phần lan can sắt phía trên của cây cầu đã chắn ngang ngõ, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Chính quyền và cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cây cầu này cần xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng để vừa đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của người dân nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu. Vào khoảng 19 giờ 40 phút tối qua, trạm biến áp 500 kV tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình thuộc công ty truyền tải điện 1, tổng công ty truyền tải điện quốc gia gặp sự cố, phát tiếng nổ lớn và bốc cháy. Sau khoảng 15 phút thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sự cố không gây thiệt hại về người, các khu vực mất điện đã được cấp trở lại ngay sau đó. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết công ty truyền tải điện 1 đã tách máy biến áp ra khỏi hệ thống để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Huy động máy biến áp dự phòng thay thế sớm nhất đảm bảo vận hành hệ thống điện. Nguyên nhân sự cố đang được công ty truyền tải điện 1 làm rõ. Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines vừa được công ty phân tích dữ liệu hàng không uy tín hàng đầu thế giới, Cirium đánh giá là một trong 10 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2023. Theo đó, Vietnam Airlines đứng thứ 9 trong 10 hãng bay đúng giờ nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương với tỷ lệ đúng giờ là 77,46% trên gần 151.000 chuyến bay của năm 2023. Tỷ lệ này cao hơn trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 73,51%. Với kết quả xếp hạng này, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định sản phẩm dịch vụ đã và đang nằm trong nhóm các hãng hàng đầu thế giới như Singapore Airlines, Nippon Airways, Japan Airlines, góp phần nâng tầm vị thế của hàng không Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới. Trước đó, Vietnam Airlines cũng được Airline Rating xếp hạng là một trong 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp dân số Trung Quốc giảm nhanh do tỷ lệ sinh giảm, trong khi tỷ lệ tử vong tăng. Chính vì thế mà đất nước từng được xếp hạng đông dân nhất thế giới đang phải đối mặt ngày một gần hơn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong tương lai. Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh công bố hôm 17 tháng 1 cho thấy, vào cuối năm 2023, dân số Trung Quốc vẫn đạt hơn 1,4 tỷ người, nhưng giảm hơn 2 triệu người so với một năm trước đó. Trong cả năm ngoái, Trung Quốc có hơn 9 triệu ca sinh, đạt tỷ lệ sinh gần 6,4%, giảm so với năm 2022 và là năm giảm thứ 7 liên tiếp. Trước tình trạng này, chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy các cặp vợ chồng sinh con thông qua việc tuyên truyền về sinh sản và thực hiện các hình thức trợ cấp. Hàng trăm chú ngựa cùng nhau lao qua những đống lửa cháy rực. Cảnh tượng này diễn ra tại một thị trấn của Tây Ban Nha trong một nghi lễ thanh tẩy truyền thống được tổ chức thường niên vào những ngày đầu năm mới. Diễn ra vào tối 16 tháng 1 hàng năm, nghi lễ thanh tẩy truyền thống ở thị trấn San Bartolomé de Pinares có tên gọi đầy đủ là Las Luminarias. Nghi lễ diễn ra ngay trước ngày Thánh Anthony, vị thánh bảo trợ động vật của Tây Ban Nha. Người dân tin rằng nhảy qua lửa là cách để Thánh Anthony bảo vệ động vật và gia súc của họ, khi lửa sẽ thanh lọc cơ thể và giúp phòng chống bệnh tật trong cả một năm dài. Theo truyền thống, người dân địa phương cùng nhau tập trung trên những con đường hẹp dài sỏi ở thị trấn để chứng kiến nghi lễ. Có khoảng 100 chú ngựa tham gia vào nghi lễ thanh tẩy năm nay. Các nhà tổ chức cho biết đã cắt lông cho những chú ngựa để tránh bị bỏng khi nhảy qua lửa. Peru đã thu hồi hơn 200 cổ vật có niên đại hơn 2.000 năm từ nhiều năm trước trên thế giới, và đây là một phần trong nỗ lực của Peru nhằm thu hồi các cổ vật lịch sử. Buổi lễ tiếp nhận cổ vật hồi hương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Peru ở thủ đô Lima.
Trong số 202 cổ vật được thu hồi, có 198 hiện vật khảo cổ là các mảnh gốm, thạch cao, kim loại, một hiện vật lịch sử nghệ thuật và 3 tài liệu lưu trữ. Đáng chú ý trong số này còn có 2 kipos, một dạng văn tự cổ nằm giữa các dây thần của Inca. Các hiện vật này được tìm thấy và thu hồi từ nhiều nước trên thế giới như Tây Ban Nha, Bỉ, hay Đức. Theo thống kê của chính phủ Peru, trong 2 năm qua, nước này đã thu hồi khoảng 840 hiện vật, cổ vật và tư liệu lịch sử có giá trị. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.